Xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đến với video của mình. Sau đây mình chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm. Khi mà các cái chậu dâu tây của mình nó vậy đây các bạn này. Mình trình bày cho các bạn như vậy. Đây, chậu đầu tiên này là nó rất là nhiều cái thân, các bạn thấy không? Nứt là nhiều cái thân. Đây một thân, đây một thân, đây thân là 3 thân, 4 thân này. Cả đây là 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8, 9, 10, chu quá trời là thân. À, cái chậu nào nó cũng ra nhiều thân đó các bạn ha. Tại vì sau một đợt nó ra hoa. Sau một đợt nó ra hoa xong, nó ra trái, cho trái xong là cái cây lớn. Bắt đầu nó hết ra hoa. Nó nghỉ, nó không ra hoa nữa. Nó không ra hoa nữa, nó không ra trái nữa, không cho trái nữa. Thì tự nhiên trong gốc nó lớn lên quá, nứt ra các bạn này. Nó nứt ra thành nhiều thân. Và nhiều thân như vậy á. Đó, cái cây này là ít hơn, mà cũng là 5 thân, 6 thân luôn. Cây 5 thân, 6 thân của cây này gần cái chục cái thân đó các bạn. Vậy họ nói là cây này trở thành cây đa thân rồi đây. Nó nhiều cái thân vậy thì mỗi thân á là nó sẽ cũng cho trái, nhưng mà nó chậm ra trái nữa các bạn. Đủ chậu mà nó nhỏ như vậy nên nó không đủ dinh dưỡng, nó không đủ dinh dưỡng nên nó cấp chừng ni cái thân. Vì một cái thân, một cái đột là nó cho ra một lần trái, mà chúng ta như vậy là coi như là nó không đủ để nó cung cấp dinh dưỡng cho cả một số cây này. Cho nên những cái trường hợp này thì mình chỉ còn cách là mình cho ra ngoài đất, là mình thay chậu thiệt lớn thôi. Chậu nhỏ không đủ cung cấp cái dinh dưỡng cho nó. Nhưng mà bây giờ là mình không có điều kiện để mình đưa qua chậu lớn hoặc là mình trồng ra đất. Tại vì nước nôn rồi cũng không có để mình đưa ra đất. Thì mình chỉ còn cách là bây giờ mình lấy đồ mình cạy bớt những cái thân nhỏ ra các bạn. Bây giờ chỉ còn cách là bây giờ mình nó không cách gì nó đủ để cung cấp được chừng ni cái cây. Mỗi cái thân là một cây rồi các bạn. Cho nên mình phải bỏ đi. Mình bỏ đi, mình bỏ sát gốc nó luôn. Thì khỏi nứt lại. Tại vì cái gốc nó lớn là nó nứt. Các bạn thấy không? Nó nứt này. Đó, nó nứt ra đó. Mình phải bỏ đi, mình bỏ bớt đi các bạn ạ. Nếu như cái chậu này đúng ra chỉ có một thân thôi các bạn. Là vừa, hồi đầu mình trồng có một cây, một ngó, ra nhiều thân. Nhưng mà bây giờ mình làm ra mà mình lấy hết các thân nhỏ đi. Đó, mình lấy hết các thân nhỏ đi các bạn. Mình bỏ hết, mình để lại cỡ vài cái thân thôi. Các bạn đây, của cái thằng này nó có một cái rễ nó như vậy. Mình có thể nó khuyết ra này. Mình có thể trồng lại được các bạn ạ. Đó. Cho lại mình để đây hai thằng đi. Có khi là mình để đây là bỏ luôn. Cái thằng này bỏ đi. Trắng bỏ cái này, mình trắng bỏ sát gốc. Để đây cái đi, để là cỡ khoảng 3 cái thân là được rồi. 3 thân là nó cũng là nó cũng còn yếu đó. Muốn mạnh là để lại 1-2 cái thân thôi. Có khi cái này mình cũng cho đi luôn đi. Nhiều thân quá đi. Cứ gốc nó phát triển. Gốc này cũng hơi lớn. Lớn tuổi rồi, cả năm rồi. Đó, nó ra một lớp rễ đó này. Một thân nó ra một lớp rễ dưới. Cái này mình phải cho nó đi bớt đi các bạn. Úi trời. Để xuống đất đi làm. Đó,
Ừ, thấy không? Nhiều thân quá, mình để đây nó đâu có đủ cái dinh dưỡng nó cấp. Mình phải cho nó đi bớt. Cắm lâu rồi. Đâm để xuống này. Cái thân nào mình thấy nó bé, nó nhỏ quá, mình cho nó ra ngoài bớt. Chắn cho nó bỏ ra ngoài đi. Chắn bỏ bớt thôi. Thân nào cảm thấy nó yếu, nó bé quá, bỏ bớt đi. Cái mặt ngon của nó cũ nữa. Đó, nó hút cái dưỡng chất nó làm ra, nó nuôi hết chỉ được lần cả chục thân đấy. Cái này chục thân đấy, cái này không mà để là cái ba thân nó được rồi. Nếu như mà nó chậm phát triển, nó không có ra hoa, nó lau ra hoa là mình có thể là chấn thêm nữa. Và thao đó, chỉ còn nữa thôi. Một cái chậu mà mình bỏ cho chừng này cái thân luôn á. Đó. Đó các bạn thấy không? Đó, một chậu mà quá trời là thân này. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân này, bảy thân, tám thân, chín thân, mười thân, 11 thân, ở đây 3 thân đến 14 thân. Mấy cái thân này cũng có rễ, nhưng cái thân này cũng có rễ mình trồng được các bạn này. Thân này có rễ cũng trồng được này. Đó. Thân nào mà có rễ là trồng được hết các bạn. Trồng nó sau này cũng cho quả, cho cây thôi. Đâu, đâu chạy ra ngó thôi. Cái này được rồi này. Đó, còn ngoài này cũng cả mớ luôn. Trắng mất đi các bạn. Mỗi cái đột nó là nó cho ra trái, mỗi cái đột là nó cho ra. Ờ, mình trắng ra. Mỗi cái đột này là mình để là nó ra trái, mà nó ra trái thì nó ra trái xíu 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 luôn. Nó không có to cái trái được, mà cũng không to cái cuộn. Khi mà nó phát nó không có to cuộn ra, nó không dài được cái cuộn ra, mà nó ra cái trái, cái hoa xíu xíu rồi nó ra trái xíu xíu nữa. Đó, bỏ luôn cái này đi. Để là hai thân, một cái hai thân là nhiều rồi. Hồi xưa mình trồng có một thân là nó phát to rồi, có cái củ của nó, cái gốc của nó. À, các bạn thấy không? Thôi để lại hai cái đi, rồi mình phải cần tưới phân thêm, bón phân thêm vô nữa. Và nếu như cái chậu mà nó cao quá như vậy rồi, đôi lúc mình bón phân không được đó, thì mình đào ra, đào khuyết xuống mình bón phân vô. Không cao quá thì mình phải thay chậu, tại vì chậu ba chậu nhỏ này nó dở lắm các bạn. Mình trồng mà vừa là vẫn cao hơn cái mặt chậu rồi. Đó, còn hai thân này đó, cũng được đi. Thứ hai thân đó là nó phát triển to rồi. Bữa sau nó to lên là chưa chắc nó đã đủ năng lượng để cung cấp cho hai thân nữa. Mình để lần thứ bốn năm thân như bà đi, một quá trời thân ở trong này này. Bây giờ mình bỏ đi, bỏ đi. Giật không hết là mình trắng đi, trắng một con ngọn đi, nó mọc lên lại các bạn. Cái này mà mình cho còn đất thì nó đầy đủ dinh dưỡng, nó phát thành bụi lớn, nhưng mà trong chậu này là không có chi nó đủ được dinh dưỡng hết.
ngoài đất cũng có ưu điểm thôi, đầy đủ dinh dưỡng lắm, nó có thể phát rộng ra được, mình có thể vuông qua được. Còn ở trong cái chậu thì thôi chứ, cắt cái đầu có mà vuông vô. Cắt những cái thân nhỏ hết đi, rồi mình để lại hai thân thôi. Các bạn thấy, để lại hai cái thân này được rồi. Thôi cây này mình để lại tới 3 cây, tại vì nhiều quá mình cắt bớt thì cũng tiếc, thôi để lại 3 cây đồ cung cấp năng lượng cho nó, cung cấp phân cho nó thêm. Để lại 3 cây, 3 cái đầu, 3 đầu là 3 đầu này bữa sau nó sẽ ra trái. Cây này để lại 2, cái này mình để lại 2 đi. Thôi video đến đây mình xin dừng video, chúc các bạn vui vẻ, có gì đó cảm thấy vui vẻ và hay được thì các bạn thấy cái chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thì các bạn vui vẻ chia sẻ và đăng ký cho mình theo dõi mình để mình làm những video khác bác thị. Cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn.